đầu thông qua công ty Tăng Đại Dương thì có giúp đỡ mình rất là nhiều. Lúc đầu thì hơi là rất là khá là lo lắng, nhưng mà sau khi đã pass thành công visa Mỹ thì cảm thấy rất là vui, và tới đây thì cảm ơn cả mọi người ở công ty Tăng Đại Dương. Trong Mỹ đi học là bởi vì Mỹ là một cái có một nền giáo dục là đứng đầu trên toàn thế giới, thì mình rất là muốn trải nghiệm cuộc sống ở đây, trải nghiệm về cái giáo nền giáo dục, về cách sống, về con người ở đất nước Mỹ. Mình sẽ học bên trường University of Central Florida. Đây là một trong số 8 trường lớn nhất ở Mỹ, và có hàng năm có lượng sinh viên tới học theo quốc tế học tới đây rất là đông. Trường tất cả các trang thiết bị của trường cũng khá là ok và khá là nổi tiếng. Đây là một trường khá nổi tiếng. Quá trình làm hồ sơ của mình diễn ra, đầu tiên là mình tự làm và bị cái thầm và ngay lập tức, ngay từ giai đoạn đầu tiên là cái E20 của mình bị từ chối vì không, vì một lý do mình không thể hiểu được. Cho nên mình quyết định tìm liên hệ tới công ty Tăng Đại Dương, và ngay khi vừa liên hệ thì khoảng 2 tuần sau ngay lập tức mình đã có E20. Sau đó là chị Hương và những người bên công ty Tân Đại Dương đã giúp đỡ mình để trong quá trình mà chuẩn bị để phỏng vấn. Quá trình phỏng vấn thì tùy mỗi người sẽ có những cách trả lời riêng nhau, cách trả lời khác nhau, và nếu không thể học một cách mà thụ động được mà phải dựa vào từng hoàn cảnh của mỗi người. Và khi mà phỏng vấn thì những cái điều đó mới cảm mình cảm thực sự mình cảm thấy là nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Toàn bộ những câu hỏi đó hầu hết là đều có phỏng vấn, và các bạn có tự tin, bởi vì không, cái này không nói tiếng Anh được thì mình có thể nói bằng tiếng Việt. Tất cả đều ok, bên sự quán đều đồng ý. Mình cũng có thêm một số điều cần chia sẻ với các bạn là quan trọng nhất là khi phỏng vấn visa Mỹ, mình nghĩ đó là thứ nhất, bộ hồ sơ của bạn cần phải có sự đầy đủ. Khi phỏng vấn thì các bạn sẽ cảm thấy khá là tự tin với bộ hồ sơ của mình. Và cái điểm thứ hai đó là khi phỏng vấn với lãnh sự quán thì không nên quá lo sợ, bởi vì khi mình sợ tức là mình đã tự cảm thấy mình rớt rồi. Điều quan trọng thứ nhất là bộ hồ sơ, quan trọng thứ hai là sự tự tin. Bên cạnh đó là mình có một sự giúp đỡ của công ty Tân Đại Dương dành cho mình. Mình biết tới Tân Đại Dương thông qua sự tìm hiểu trên mạng và thông qua những cái recommend của các bạn ở trên các diễn đàn, và có một lần rất nhiều bạn có lời khuyên tới công ty Tân Đại Dương để mà giúp đỡ cho quá trình và phỏng vấn visa của mình. Theo bản thân mình thì dịch vụ của Tân Đại Dương khá là ok, chúc các bạn sẽ đậu visa giống như mình.